anh Đoàn Việt Hùng là một cổ động viên yêu đội tuyển Việt Nam. Trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam Malaysia, anh đưa cả gia đình đi xem. Tuy nhiên, anh cũng như mọi người, khi gửi xế hộp, chưa hài lòng vì không có bãi gửi cố định mà mức giá từ 200.000 đến 300.000, đành phải chấp nhận. Ở đây đáng lý là phải nhiều chỗ đỗ xe, ô tô cho người dân, đảm bảo đủ được cái lưu lượng người. Thực ra ở đây thì có những chỗ là gửi 300.000 cơ, cũng chấp nhận, phải chấp nhận thôi, có cách nào khác đâu, không để xe ở đâu. Tính về hợp lý thì nó không hợp lý, nhưng mà vì mọi người hay đánh đổi là để thuận tiện thời gian cho mình, để hợp phù thời gian để đi vào sân vận động, thì mọi người thường thường là sẽ chấp nhận để cho mình một cách thuận tiện nhất và thuận lợi nhất để được vào sân đúng giờ. Bởi vì đây không phải là người ta chỉ là tận dụng một khoảng trống ở trên đường và một bãi để người ta tận dụng gửi xe, chứ không phải là để đấy là một bãi gửi xe đã được dựng lên sẵn. Còn đối với những người buôn bán, chung kết AFF Cup 2018 là dịp để tăng thêm thu nhập khi bán những chiếc áo, lá cờ Tổ quốc hay đồ ăn nhanh để cung cấp cho người hâm mộ đến cổ vũ. Nói chung là dân tình đi mua rất là háo hức và rất nhiệt huyết, háo hức đi mua rất nhiều, ai nói bao nhiêu mua bao nhiêu. Cao nhất một ngày á, cả gốc còn lại 1 triệu. Chỉ có những lúc nào có trận đá bóng ở mình thì mới đi bán thôi ạ, chứ không phải là thường xuyên như mọi người theo một cái nghề. Lượng người cổ động rất là đông và mọi người cũng xu thế là mua nhiều hơn ngày trước. Nhiều hơn khi ở nhà anh ạ. Thì bên này rất là đông và chắc là họ đi từ trưa là họ đói. 2 triệu bình thường là em bán cả ngày ở nhà. Còn bây giờ 2 triệu là từ trưa giờ. Tầm 2 triệu rồi, từ giờ đến lúc họ đá xong thì chắc là mong là hơn. Lượng người đổ dồn về sân vận động quốc gia Mỹ Đình theo dõi trận đấu tối qua 15 tháng 12 mỗi lúc một đông. Mặc dù biết giá chát, song nhiều người hâm mộ có xe ô tô, xe máy vẫn phải ngậm ngùi chi tiền trông xe để cháy hết mình với trận chung kết lịch sử 10 năm mới lặp lại của đội tuyển Việt Nam.